viết bài thơ tặng thời. Khi cuộc tình lệ ngôi say đã thiên đường để bóng hướng chung đôi. Em xin biến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Mình thưa các bác, hôm nay anh em chúng em đang di chuyển tới Vĩnh Phúc và lắp đặt cho một vị đại gia một dàn âm thanh của Wafflen. Thì hiện nay thì cấu hình thì chúng em đã mang tới là một đôi loa Wafflen Bass 30 đó, và có mã model là Eno E312 và một loa siêu trầm Eno E18B. Thì cả hai cái sản phẩm này thì đều là được sản xuất tại Anh Quốc đó. Và chất lượng và linh kiện thì chúng em cũng đã có video đó. Các bác có quan tâm thì có thể kích vào đường link bên dưới, em sẽ để đường link bên dưới ở dưới phần mô tả để các bác có thể theo dõi chúng em review về hai cái sản phẩm đó. Nhưng ngoài loa ra thì chúng em có trang bị thêm là bộ chia tín hiệu, bộ xử lý tín hiệu, thì đó là một đẩy CBD 2600 và CBD 3600 đều đến từ thương hiệu Wafflen, và sẽ sử dụng một chiếc văng số cao cấp nhất của Tân Cường có mã là K9925 mã, và một bộ mic của Tân Cường. Cũng mong muốn là sẽ di chuyển tới nhà khách hàng, thì sau đó thì chúng em sẽ khui thùng và để cho review chi tiết thêm để các bác có thể là hiểu rõ nhé. Và xin mời các bác cùng theo chân em. Vâng, bây giờ thì chúng em đã có mặt tại nhà anh khách hàng, và bây giờ thì chúng em sẽ tiến hành di chuyển để có thể là cho thiết bị âm thanh xuống và setup các bác nhé. Đã có mặt tại quê hương Vĩnh Phúc đây rồi các bác ơi. Đó. Và như đã nói thì thiết bị thì chúng em đã chuẩn bị sẵn đây rồi ạ. Sẽ là một đôi loa Eno E312, loa 3 đường tiếng. Và chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào không gian phòng khách. Rất là rộng các bác nhé. Đó. Rất là lý tưởng để có thể là sử dụng những cái dòng loa này. Và những chiếc loa Eno 12 đang được tung ra các bác. Như em đã nói thì mic em sẽ sử dụng mic cao cấp nhất của AAB, mã là M9 các bác nhé, và một chiếc văng số K9925 mã của AAB. Còn đây chính là chiếc siêu trầm E18B. Cái siêu trầm này sẽ là bass 50 cho công suất rất là lớn để có thể là phủ âm cho không gian phòng khách rất là rộng. Các bạn có thể thấy không gian rất rộng. Chúng ta sẽ phải xử lý thật là khéo léo để cho chất âm ra nó mới tuyệt vời. Đây chính là chiếc đẩy đầu tiên em sẽ tháo ra. Để em sẽ sử dụng như đã nói là CBD 2600 và CBD 3600 các bác. Anh bao giờ đi lên nhà mới?
Đây là chính là chiếc vàng cao cấp nhất thị trường tính theo thời điểm hiện tại các bác nhé, K9900. Và thiết bị này thì sử dụng kết nối không dây cũng như là trang bị màn hình cảm ứng, giúp các bác dễ dàng căn chỉnh. Khi cuộc tình lệ ngôi, say đắm thiên đường.
Ôi tình sao khôn.